Hi everyone, welcome back to the English class, and today we're gonna be talking about articles. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh, và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về mạo từ nha. Trong bài này chúng ta sẽ có 4 nội dung chính như sau. Thứ nhất đó là mạo từ a or an, thứ hai đó là mạo từ the, thứ ba đó là những cái trường hợp không dùng mạo từ, và thứ tư đó là luyện tập. Chúng ta vào phần thứ nhất đó là mạo từ an. Thế thì mạo từ an được dùng cho những cái đối tượng chung chung và chưa được đề cập trước đó. Và mạo từ an chúng ta thường dùng trước danh từ số ít này, đếm được, và thường nó có nghĩa là một. Ok ha. Mạo từ a với an thì có một số cái điểm chung như sau. Thứ nhất đó là dùng cho việc nhắc tới những cái danh từ lần đầu tiên. Ví dụ, last night there was a bird singing outside my house. Okay, a bird ở đây bạn nhắc lần đầu tiên, nhắc lần đầu. Okay. Trường hợp thứ hai, dùng mạo từ an trước danh từ chỉ nghề nghiệp. She will be a musician. Cô ta sẽ là một nhạc sĩ. Tiếp theo đó là dùng trong một số cái cụm từ chỉ số lượng. Ví dụ, a lot là nhiều, a couple một cặp hoặc là một đôi. Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác nhau giữa hai mạo từ. Mạo từ an thì thường đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một trong năm nguyên âm sau, như là A, O, E, U, I. Okay? Ví dụ, an apple, đó là một quả táo, bắt đầu bằng nguyên âm A. Trong đó, apple, an apple. Okay? Or an orange. Okay, ha? Trường hợp thứ hai thì mạo từ an còn dùng cho những từ viết tắt. Ví dụ như an SOS, an FBI agent. Và việc dùng a hay là an là căn cứ vào âm, chứ không phải là chữ viết của từ theo sau. Ok? Cho nên, mạo từ an còn đứng trước các từ mà bắt đầu bằng âm H, nhưng mà âm H này là âm câm. Ví dụ như chữ honor. Ok? Honor, chứ không phải là honor. Ok? Chữ H này, chữ H này là âm câm. An honor, an hour. Ok? Theo ngoài năm nguyên âm ra thì còn lại sẽ là phụ âm. Như vậy thì mạo từ a sẽ đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm. Ví dụ như a house, a car, or a man. Okay? Ngoài ra mạo từ a còn đứng trước một cái danh từ mà mở đầu bằng uni. Ví dụ như a university or uniform. Bởi vì ở đây chữ u không có đọc thành âm u. Okay? Không phát âm thành âm u hay là âm ơ, mà nó là âm you, cha, ok. Chúng ta chuyển sang trường hợp thứ hai đó là mạo từ the. Mạo từ the thì thường dùng trước một danh từ đã được xác định hoặc là khi mà mình đã nhắc lại lần thứ hai, ok. Mạo từ the được dùng trong các trường hợp sau. Thứ nhất là đi với nhạc cụ hoặc là ban nhạc. Ví dụ như là the guitar, the drums. Trường hợp thứ hai đó là mạo từ the thường hay đi với những cái vật thể hay là nhóm vật thể duy nhất, ví dụ như the world, the sun. Ngoài ra còn đi với tên gọi số nhiều của các nước, ví dụ là the Netherlands, the United States. Tiếp theo là mạo từ the có thể dùng với tên của vịnh, của biển, của đại dương hoặc là của sông, ví dụ như là the Pacific Ocean, Thái Bình Dương, the Indian Ocean, Ấn Độ Dương. Và trường hợp tiếp theo là đi chung với họ của gia đình hoặc là quốc tịch. Ví dụ như là the Smiths hoặc là the Americans. Okay. Trường hợp cuối cùng đó là đi với tên của quần đảo này, dãy núi, sa mạc, tên tạp chí hoặc là tên khu rừng. Ví dụ như the Sahara, the Thames. Ngoài ra, mạo từ the khi cộng với tính từ, ta sẽ được danh từ tập thể. Okay? Ví dụ như old, đó là tính từ, mang nghĩa là già, là lớn tuổi, đúng không? The old, tức là những người già, những người lớn tuổi. Rich, là giàu, giàu có. The rich, là những người giàu. Và the disabled, là những người khuyết tật. Okay?
Trường hợp tiếp theo là mạo từ the hiển nhiên là sẽ đi với danh từ xác định, tức là nhắc lần thứ hai. Ví dụ, I saw a beggar. The beggar looked curiously at me. Okay. Nhắc lần đầu tiên thì chúng ta dùng mạo từ ở phía trước, và sau đó khi nhắc lần thứ hai thì chúng ta sẽ dùng mạo từ the. Okay. Lúc này thì đã xác định. Trường hợp tiếp theo đó là mạo từ the đi với danh từ, và sau đó ta có một cái cụm giới từ bao gồm chữ of cộng với danh từ khác, thì cái cụm giới từ này đã xác định cái danh từ phía trước của mình, cho nên ta có mạo từ the. Ví dụ như là the Gulf of Mexico, okay? Tức là vịnh Mexico. Trường hợp thứ hai đó là the North of Spain, tức là phía bắc của Tây Ban Nha, ok? Ta biết phía nào rồi, ok? Của nước nào, phía nào, ok? Cho nên xác định. Tiếp theo là mạo từ the thường dùng trong các trường hợp là so sánh nhất hoặc là đi với số thứ tự, như là the first, the second, hoặc là the only, duy nhất, ha? Trường hợp thứ ba đó là với các trường hợp không sử dụng mạo từ, ok? Trường hợp thứ nhất đó là trước mùa, trước tháng của năm hoặc là trước thứ của tuần. Ví dụ như là in spring, in autumn, on Monday hoặc là in September. Ok. Trường hợp thứ hai đó là đứng trước tên của một ngọn núi hoặc là hòn đảo hoặc là hồ hoặc là phố. Ví dụ như là Hoàng Kiếm Lake, Downing Street hoặc là Mount Rushmore. Ok. Và trường hợp thứ ba đó là đứng trước tên riêng của quốc gia này, châu lục, hành tinh, chòm sao, hoặc là cái trường mà đặt theo tên riêng của người hoặc là nơi chốn. Ví dụ như là Europe, France hoặc là Peter, ok? Trường hợp tiếp theo là khi chúng ta đang dùng với những cái danh từ chung chung mang ý nghĩa trừu tượng thì chúng ta cũng không dùng mạo từ the luôn. Ví dụ I don't like French beer. Tôi không có thích bia Pháp. Ok? Men fear death. Con người thì sợ cái chết. Những cái sự chung chung hoặc là trừu tượng. Hoặc là trước những cái bữa ăn này, tước hiệu này, môn thể thao hoặc là phương tiện giao thông, chúng ta cũng không dùng mạo từ the. They invited some friends to dinner. Okay? To play golf, to play chess or cards. Okay? Trường hợp tiếp theo đó là khi danh từ đi cùng với một số đếm hoặc là môn học thì chúng ta cũng không dùng mạo từ the nữa. Ví dụ như là Chapter 3, World War 1 hoặc là Mathematics, okay, tên của môn học. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào thực hành ha. Ok, number 1. What did you eat for breakfast this morning? Chúng ta có dấu hiệu nè các bạn. Đằng sau chỗ trống ta có chữ preference, đó là bữa ăn, đúng không? Và chúng ta không dùng mạo từ trước tên của các bữa ăn. Vậy thì đáp án của chúng ta là phương án D, ok? Bạn ăn gì vào bữa sáng nay, ok? Number 2. David attended Princeton University, ok? Chúng ta có đằng sau chỗ trống đó là Princeton University, là tên riêng của một cái trường đại học. Vậy thì đây là ta đã có tên riêng của trường đại học rồi, chúng ta không dùng mạo từ ở đây nữa. Vậy thì ta cũng chọn phương án D, ok? Nhớ là không dùng mạo từ the trước tên trường đã được đặt cho tên riêng của đã được đặt theo tên riêng của người hoặc là nơi chốn. Number 3. I wanted to do something special for him, so I bought him, ok? Telescope that he had only wanted since he was a child. Ok, chỗ này bạn thấy rằng sau chỗ trống ta có cái chữ telescope. Ok, và nó còn có cái mệnh đề that he had only wanted. Ok, mà anh ta luôn luôn mong muốn, được chưa? Vậy ở đây ngữ nghĩa là gì? Tôi muốn làm cái gì đó đặc biệt cho anh ta. Vì vậy tôi đã mua cho anh ta một cái kính thiên văn mà anh ấy luôn mong muốn từ khi còn rất là nhỏ. Vậy ta có cái mệnh đề đáp để bổ nghĩa cho cái kính thiên văn rồi, cái telescope rồi. Cho nên đó là xác định.
Được chưa? Vậy ta sẽ dùng mạo từ the. Được chưa? Number four. Carol plays violin and her sister plays guitar. Vậy ta có violin và guitar ở đây là nhạc cụ, đúng không? Và nhạc cụ thì chúng ta sẽ dùng mạo từ the. Vậy phương án C. Ok. Carol thì sao? Chơi đàn violon. Còn chị của cô ấy thì chơi đàn guitar ha. Number 5. Her children play in street all day. Thế các bạn thì câu số 5 này chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở chỗ trống thứ nhất thì ta thấy đằng sau đó là her children. Her children, her ở đây là tính từ sở hữu. Mà khi đã đi với sở hữu thì chúng ta sẽ không dùng mạo từ, không dùng mạo từ the. Được chưa? Không dùng mạo từ the thì ta sẽ có phương án B và phương án D. Được chưa? Rồi đằng sau ta có chữ street, đúng không? Vậy thì ta sẽ dùng the với danh từ xác định street này, bởi vì những đứa trẻ đã xác định là đang chơi ở trên con đường nào, đúng không? Vậy cho nên ta chọn phương án D. Ok. Her children play in the street all day. Chơi trên đường cả ngày. Ok. Number 6. Gold is perhaps most highly treasured metal. Ok, bạn thấy có dấu hiệu nào không? Chỗ trống phía trước, chỗ trống đầu tiên ta có chữ gold. Gold là vàng. Ở đây là vật liệu, chất liệu với nghĩa chung chung, đúng không? Ta không dùng mạo từ. Vậy thì loại A and C. Rồi, chỗ trống đằng sau ta có most highly, đó là so sánh nhất, đúng không? Vậy so sánh nhất thì sẽ đi với mạo từ the. Vậy ta chọn phương án B. Ok ha. Vàng có thể là kim loại quý nhất. Ok. Number 7. Money you get me is not enough to buy bicycle. Ok. Đằng trước ta có money, nhưng mà đằng sau money ta có cái cụm là you gave me, tức là cái số tiền mà bạn đưa cho tôi. Vậy thì số tiền đó đã xác định, đúng không? Thì ta sẽ dùng mạo từ the. Ok. Loại phương án B and D. Ok. Ở vị trí đằng sau ta có chữ bicycle. Bicycle là danh từ đếm được và ở đây là số ít và với nghĩa là chung chung nên ta sẽ dùng mạo từ a. Được chưa? Vậy thì ta chọn phương án A. Ok ha. Số tiền mà bạn đưa cho tôi thì không đủ để mua một chiếc xe đạp. Ok. Number 8. Every year, thousands of tourists visit Nile River. Vậy Nile River là sông Ninh. Ok, dòng sông Ninh. Thế thì ở đây ta có tên của con sông, đại dương và biển. Thì ta sẽ dùng mạo từ the, được chưa? The Nile River. Hàng năm thì hàng nghìn du khách đến tham quan sông Ninh. Ok. Number 9. Would you show me shorted way to airport? Ok. Chỗ trống thứ nhất ta có shorted. Shorted way là so sánh nhất. Ta sẽ dùng mạo từ the. Loại phương án B and D. Đằng sau ta có chữ airport. Airport đó là địa điểm xác định. Được chưa? Địa điểm xác định cho nên ta dùng mạo từ the. Ok. Would you show me the shortest way to the airport? Ok. Bạn có thể chỉ cho tôi đường ngắn nhất đến sân bay được không? Ok. Number 10. It's E. Incurable disease. Ở đây ta có AIDS, đó là tên của một bệnh dịch, đúng chưa? Chúng ta không dùng mạo từ, được chưa? Vậy ta loại phương án A và C. Tiếp theo là một căn bệnh làm sao không thể chữa được, đúng không? Vậy thì ta sẽ dùng cái mạo từ an đứng trước, cái danh từ đếm được và số ít. Còn cái chữ incurable của nó là bắt đầu bằng nguyên âm, ta nên ta dùng an. Được chưa? Phương án B. S là một dịch bệnh không thể chữa được.
ha. Okay, practice makes perfect. Được chưa? Luyện tập thì sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Bây giờ các bạn sẽ vào luyện tập tự bản thân mình nha. Okay, question number 1 to 5. Remember to pause the video and do the exercise, okay? Question number 6 to 10. And 11 to 15. Okay, let's check your answers. Các bạn làm tốt không? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án nha. Okay, number 1. January is first month of the year. Vậy ta có gì đấy? Vị trí đằng trước ta có January. Để ra là tháng của một năm. Theo nghĩa chung chung thì chúng ta không dùng mạo từ the. Được chưa? Không dùng mạo từ the, ta có phương án B và phương án D. Loại A and C ha. Đằng sau, tháng đầu tiên của năm, số thứ tự, first, ta dùng mạo từ the. Được chưa? Vậy ta chọn phương án D. Ok. Tháng 1 là tháng đầu tiên của năm. Number 2, Mr. Brown bought, ok, new car last week. Rồi. Các bạn xem các bạn dùng cái mạo từ nào. New car, được chưa? Ở đây, xe hơi mới, chiếc xe hơi thì chúng ta đếm được. Và đây là trường hợp số ít, cho nên là nhắc lần đầu tiên nữa, ta sẽ dùng mạo từ a, đúng không? Và last week đó là thời gian, chúng ta không dùng mạo từ the trước. Những cái danh từ chỉ thời điểm nhất định, ok? Vậy ta chọn phương án B. Mr. Brown bought a new car last week. Ông Brown đã mua một chiếc xe mới vào tuần trước. Number 3. Rita is studying English and math this semester. Ok. Ở đây bạn nhìn hai chỗ trống này chúng ta đều có tên của các môn học. Đúng không? Vậy thì tên của các môn học chúng ta không dùng mạo từ nào cả. Vậy phương án D. Ok. Rita làm sao? Học môn tiếng Anh và môn toán trong học kỳ này. Number 4. Phil can't go to movie tonight because he has to write essay. Ok. Vậy chỗ này chúng ta làm sao? Bây giờ movie tức là rạp chiếu phim, đúng không? Vậy đó là những cái nơi chốn ở trong thành phố, đúng không? Những địa điểm trong thành phố thì xác định ta sẽ dùng mạo từ the. Và đằng sau là essay, là danh từ đếm được số ít và bắt đầu bằng nguyên âm, cho nên ta dùng an, được chưa? Vậy ta chọn phương án C. Phil thì không thể đi xem phim tối nay vì anh ta phải viết một bài luận, ok? Number 5. Blue is color I like. Ok. Chỗ này các bạn sẽ chọn phương án nào? Ta có blue là màu sắc. Tuy nhiên nó là danh từ mang nghĩa chung chung. Ta không dùng mạo từ. Được chưa? Vậy ta loại phương án A, phương án C. Ok. Đằng sau ta có color I like, màu tôi thích. Được chưa? Vậy thì màu sắc mà tôi thích, ta có cái cụm I like để bổ nghĩa cho chữ color, cho nên đã xác định. Được chưa? Vậy ta sẽ dùng mạo từ the. Vậy ta dùng phương án D. Ok. Blue is the color I like. Màu xanh da trời, đúng không? Là màu mà tôi thích. Ok. Đã xác định. Continue to number 6. I'm on night duty. When you go to bed, I go to work. Ok. Câu này thì sao nào? Go to bed, đi ngủ. Có cần mạo từ không các bạn? Và đi làm? Không ha. Go to bed, go to work. Không cần mạo từ. Vậy ở đây ta chọn phương án D. Ok. I'm on night duty, tức là tôi thường trực ca đêm. Và khi bạn đi ngủ thì tôi đi làm. Ok ha. Number 7. John and Mary went to school yesterday and then study in
library before returning home. Okay? John và Mary đã đi đến trường ngày hôm qua và sau đó là học ở trong thư viện trước khi trở về nhà. Vậy đi đến trường để học thì chúng ta không có dùng mạo từ the, được chưa? Go to school, đó là went to school là quá khứ đúng không? Rồi. Còn khi nào mà dùng mạo từ the tức là đi đến một cái trường xác định nào đó nhưng với mục đích không phải là dùng để học tập, được chưa? Rồi. Tiếp theo, đi đến thư viện đúng không? Học tập ở trong thư viện. Vậy thư viện này là thư viện của một cái trường này, tức là đã xác định rồi, đúng không? Vậy ta sẽ dùng mạo từ the, được chưa? Câu B. Okay, number 8. Winter is usually cold, but winter of the year is warm. Okay? Chỗ này chúng ta làm sao ta? Bây giờ chúng ta có cái chỗ trống đằng trước thì đi với chữ winter, đó là mùa, mùa trong năm. Theo nghĩa chung chung thì chúng ta không có dùng mạo từ the. Đúng không? Vậy ta loại phương án A và phương án C. Tiếp theo, chỗ trống đằng sau nhưng winter of this year, chúng ta có cái cụm of this year để bổ nghĩa cho winter. Vậy chính là mùa đông của năm nay thì đã xác định đúng không? Cho nên ta sẽ dùng mạo từ the. Vậy ta chọn phương án B. Okay. Winter is usually cold. Mùa đông thì thường là lạnh. But the winter of this year is warm. Nhưng mà mùa đông của năm nay thì ấm. Number 9. Did you read books I lent you last week? Okay. Book. Danh từ này đã xác định chưa các bạn? Rồi. Có cụm nào xác định nè? I lent you. Đúng không? Tôi cho bạn mượn. Được chưa? Tức là bạn có mượn đọc cuốn sách mà tôi đã cho bạn mượn chưa? Đúng không? Vậy chỗ đó ta có mạo từ the. Ta loại phương án A và D. Chỗ trống đằng sau, last week. Okay. Last week là thời gian, đúng không? Chúng ta không có cộng với mạo từ. Vậy ta chọn phương án C. Okay. Did you read the book I lent you last week? Bạn đã đọc cái cuốn sách mà tôi cho bạn mượn vào tuần trước chưa? Number 10. Please give me a cup of coffee with cream and sugar. Okay. Vậy chúng ta xem cup of coffee. Cup ở đây là danh từ đếm được và đang ở số ít, đúng không? Được chưa? Vậy một tách cà phê đó là a cup of coffee, đúng không? Rồi, ta loại phương án C và D ha. Tiếp theo, một tách cà phê với gì các bạn? Kem và đường. Thế thì cream và sugar là hai danh từ không đếm được ha. Và chúng ta dùng theo nghĩa nó là chung chung chứ không riêng gì trường hợp nào, đúng không? Cho nên ta không dùng mạo từ ở đây. Vậy ta chọn phương án A. Please give me a cup of coffee with creams and sugar. Ok. Làm ơn cho tôi một cốc cà phê có kem và đường. Ok. Ok, number 11. He went to England and bought a house in London. Ok. Ở đây ta có England, đó là tên của quốc gia. Chúng ta không dùng mạo từ, được chưa? Vậy ta loại phương án B. Ok, loại B trước. Tiếp theo, chỗ trống thứ hai đó là house. Đây là danh từ đếm được, số ít, ta dùng mạo từ a và nhắc lần đầu tiên luôn đúng không? Đúng rồi. Vậy thì không dùng mạo từ cộng với mạo từ a là ta có ngay đáp án D. Ok. Went to England and bought a house in London. Anh ta đến nước Anh và mua nhà ở London. Ok. Number 12. Big books on table are for my history class. Ok. Vậy, các bạn xem này. Big books on table. Những cuốn sách to ở trên bàn được dùng cho tiết học lịch sử của tôi. Được chưa? Vậy thì ở đây á, on table, trên bàn, thì nó đã là xác định vị trí của những cuốn sách rồi, đúng không? Cho nên ta sẽ dùng mạo từ the.
Được chưa? Đầu tiên là the big books. Rồi, trên. Trên nào? Trên cái bàn, đúng không? Vậy thì xác định mạo từ the luôn. Vậy thì ta chọn phương án C. Ok. The big books on the table are for my history class. Ok. Number 13. Mekong River is longest river in Vietnam. Ok. Nhìn vào là cô thấy ngay cái chữ longest river là so sánh nhất. Ta sẽ dùng mạo từ the. Vậy ta loại phương án A này. Ở vị trí giữa không có mạo từ the. Loại luôn phương án C. Được chưa? Tiếp theo, mạo từ the chúng ta thì thường dùng cho danh từ riêng, chỉ biển này, sông, quần đảo, dãy núi, đúng không? Tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc gì đó, vùng miền, ok? Cho nên, ở đây, Mekong River, ta dùng mạo từ the. Vậy ta có được đáp án B và D đều có hai mạo từ the. Tiếp theo, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đường chúng ta không dùng mạo từ, được chưa? Vậy ở đây là phương án D, ok? The Mekong River is the longest river in Vietnam, ok ha? Sông Mekong là sông dài nhất Việt Nam. Number 14, Louis played basketball and baseball at Boys Club this year. Vậy hai chỗ trống đầu tiên đó là basketball and baseball. Ở đây là hai môn thể thao đúng không? Vậy thì chúng ta không dùng mạo từ trước tên của các môn thể thao, đúng không? Vậy đó là ta loại phương án A và phương án B. Ở đằng sau boys club đó là câu lạc bộ ha. Vậy thì câu lạc bộ này đã được xác định nên ta sẽ dùng mạo từ the. Vậy đáp án của mình là câu C. Ok. Năm nay Louis chơi bóng rổ và bóng chày tại câu lạc bộ của cái chàng trai ha. Tên riêng chúng ta gọi Boys Club luôn ha. Number 15. You can see moon in sky at night. Ok. Ở đây thì làm sao các bạn? Moon là vật thể duy nhất đúng không? Sẽ dùng mạo từ the. Sky cũng là duy nhất luôn. Vậy thì the moon, the sky. Còn ban đêm thì chúng ta không dùng, bởi vì nó là buổi ha, không dùng mạo từ. Vậy the and none. Vậy ta chọn phương án B. You can see the moon in the sky at night. Ok. Bạn có thể nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời vào buổi đêm, được không? Rồi, 15 câu đã qua. Các bạn làm được bao nhiêu câu? Câu này cũng tương đối nhẹ nhàng phải không? Rồi, kiểm tra xem câu mình được bao nhiêu điểm. 15 câu mà đúng hết. Nếu mà các bạn đúng được từ 11 đến 15 câu thì là giỏi đó. Ok, có thưởng ha. Ok, you have done an excellent job. Các bạn làm tốt lắm. Yeah, thank you for your attention. See you soon. Cảm ơn các bạn, cảm ơn sự tập trung và luyện tập của các bạn. Thank you. Bye bye. See you later.